Hôm nay công ty phân đi trực display xe ở Windsor Plaza. Giờ 12 giờ mới đi ăn cơm xong. 12 giờ mà dân chúng ở đâu ngoài đường đông thế không biết. Sau đó bắt đầu cái là đi bộ lên cái khu vực trưng bày. Bây giờ gửi xe xong thì chúng ta đang đi lên. Đây là cái sảnh chính của cái trung tâm Windsor Plaza Hotel này, cái này của người Hoa nha mọi người. Đây là hầu như các tiểu thương người Hoa. Ở đây thì có cái lễ hội Oktoberfest hàng năm vào tháng 10, gọi là lễ hội bia Đức, hay gọi là ẩm thực và văn hóa của nước Đức, diễn ra vào tháng 10 hàng năm. Và cái đơn vị công ty của mình thì cũng là một cái đơn vị tài trợ cho cái chương trình này đó. Mọi người thấy không, chiếc xe trưng bày ở đằng kia là cái bên công ty mình đang trưng bày, chút xíu mình sẽ ngồi ở đó. Rồi đây là cái bục để cho nhân viên kinh doanh ngồi. Bây giờ chúng ta đi một vòng xem xe như thế nào ha. Chiếc xe mình thì được trưng bày ngay cái cổng chính của trung tâm thương mại Windsor. Ngày hôm nay thì trời tương đối là hơi u ám. Các cái tiểu thương thì họ mua bán tấp nập, đóng gói hàng, chạy tới chạy lui rất là sơm tụ. Cố gắng lắm tìm đi tới đi lui để tìm người để nói chuyện, để trao đổi về xe cộ này kia, tiếp chuyện, nhưng mà thật ra thì chẳng ai quan tâm tới mình hết á. Mọi người thấy không, anh nó khiêng hàng vác hàng đi lòng vòng, ngồi xuống đứng lên đi lòng vòng đi các kiểu để bắt chuyện với người khác mà chẳng có ai ngó ngàng tới. Rồi kiếm chỗ ngồi thôi, chứ bây giờ đi lòng vòng thì tới đi lui đi lanh quanh đó mình tìm người chuyện không ai hết. Đi ở trong đó đang quay trong cái trung tâm thương mại của An Đông Plaza thì anh bảo vệ nhắc An Đông Plaza khu trung tâm thương mại không được quay phim. À vậy hả? À, ok. Thì chúc 5 giờ có một người vô nữa thì anh đưa chìa khóa đó cho người ta, không tối nó về nó ký lại cho bảo vệ đúng không? Không, rồi rồi ok. Không, chiều năm tối 5 6 giờ vậy đó. Rồi ok. Bạn giờ chìa khóa xe. Bảo vệ nhắc nhở là trong trung tâm thương mại không được quay phim, lạ quá. Trung tâm mua sắm đồ vàng bạc nữ trang đá quý rồi shopping quần áo này kia rồi. Để quay phim được cho. Không hiểu. Không hiểu. Bây giờ ngồi ở đây cho tới 5-6 giờ chiều hết ca đi về.
Rồi, kết thúc ca trực tại Windsor Plaza, trưng bày một ý tưởng thật là tuyệt vời. Giờ hết ca đi về. Thôi, đi về thôi.